Thưởng Tết năm 2023 dự báo nhiều biến động. Nhiều ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất tiết kiệm kinh tế tài chính ngày hôm nay 21 tháng 12. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2022 đã thực hiện miễn giảm và giãn khoảng 193,4 ngàn tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuế đất để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Người dân vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất năm 2022, theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP khoảng 96.316 tỷ đồng và gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định số 32/2022/NĐ-CP khoảng 9.603 tỷ đồng. Tổng số dự kiến gia hạn khi xây dựng các chính sách nêu trên khoảng 135.000 tỷ đồng. Miễn giảm thuế theo các chính sách thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội khoảng 50,2 ngàn tỷ đồng. Số dự kiến miễn giảm khi xây dựng chính sách khoảng 63.000 tỷ đồng. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm nay Việt Nam dự kiến xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo trị giá 3,5 tỷ USD. 11 tháng năm 2022, khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt lần lượt là 6,69 triệu tấn và 3,24 tỷ USD, tăng 16,3% về khối lượng và tăng 6,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đã vượt qua Thái Lan và đang cao nhất thế giới. Các thị trường khó tính hiện nay cũng ghi nhận tăng trưởng cao, đặc biệt xuất khẩu gạo sang thị trường Mỹ tăng 85%, sang thị trường EU tăng 82%. Trong tháng 12, Việt Nam dự kiến sẽ xuất khẩu 600.000 tấn gạo hoặc hơn. Như vậy, cả năm 2022, Việt Nam sẽ xuất khẩu 7,2 đến 7,3 triệu tấn gạo, trị giá 3,3 đến 3,5 tỷ USD. Bộ phận nghiên cứu thuộc Alibaba.com cho biết hơn 70% doanh nghiệp tại Việt Nam tham gia vào nền tảng xuất khẩu trực tuyến Alibaba.com được đánh giá từ 2 sao trở lên. Các ngành hàng chủ yếu thực phẩm, đồ uống, nông nghiệp, dụng cụ, phụ kiện, trang trí nội thất. Hiện nay trên nền tảng Alibaba.com, các doanh nghiệp tại Việt Nam có trên 800.000 sản phẩm đã được niêm yết, hơn 70.000 tin nhắn một tháng của người đặt hàng trên thế giới hỏi nhận hàng. Trong đó, có 70% nhà cung cấp tại Việt Nam được đánh giá từ 2 sao trở lên. Các sản phẩm tập trung chủ yếu thuộc lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, nông nghiệp, dụng cụ, trang trí nội thất. Khảo sát cho thấy số lượng cung cấp có doanh thu hàng năm nhỏ hơn 100.000 đô Mỹ là gần 40%. Số doanh nghiệp không có kinh nghiệm về thương mại điện tử trước khi gia nhập nền tảng xuất khẩu trực tuyến là 60% và 42% các nhà bán hàng sử dụng Alibaba.com là nguồn kinh doanh chính. Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2023. Ở thời điểm này thì nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu lên kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh, nhưng nhìn chung thưởng Tết năm nay được dự báo không có biến động nhiều so với mọi năm, thậm chí một số ngành chịu sự sụt giảm mạnh về đơn hàng có thể giảm sâu. Theo chia sẻ của đại diện các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, mức thưởng Tết năm nay phần lớn giữ nguyên như mọi năm, nếu có tăng thì không đáng kể. Một số doanh nghiệp thưởng theo số khối kinh doanh trực tiếp, nếu so sánh mức thưởng của năm 2023 với năm 2022 có thể giảm từ 20% đến 30%. Còn đối với khối tài chính ngân hàng, mức thưởng có thể giảm tầm 3 đến 4%. Tại Hà Nội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội dự báo tiền thưởng của người lao động năm 2023 sẽ giảm hơn so với năm 2022, trong đó mức giảm sâu thuộc các ngành nghề như dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ. Thưa quý vị, kỳ điều hành giá xăng dầu ngày hôm nay 21 tháng 12, xăng E5 RON 92 giảm 300 đồng một lít, xăng RON 95 giảm 500 đồng một lít, giá dầu giảm từ 70 đến 150 đồng một lít. Như vậy, giá xăng đã có lần giảm thứ tư liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng đã trải qua 33 lần điều chỉnh giá, trong đó có 17 lần tăng, 16 lần giảm và 1 lần giữ giá. Trong phiên hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã hút dòng hơn 26.000 tỷ đồng qua thị trường mở. Theo đó, lần đầu tiên trong hơn một tháng qua, Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng lại công cụ tín phiếu để hút bớt thanh khoản hệ thống. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu thành công 20.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4,39%. Lần gần nhất, nhà điều hành chào thầu tín phiếu diễn ra trong thời gian từ 15 đến 18 tháng 11 với quy mô 40.000 tỷ, kỳ hạn 28 ngày, lãi suất dao động từ 4,5 đến 6%. Như vậy, so với đợt gần nhất vào trung tuần tháng 11, lần phát hành tín phiếu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước có kỳ hạn ngắn hơn và lãi suất trúng thầu thấp hơn. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục dừng mua kỳ hạn giấy tờ có giá OMO 91 ngày.
Trong 3 phiên vừa qua, Ngân hàng Nhà nước chỉ còn sử dụng nghiệp vụ OMO 14 ngày và 7 ngày để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng với quy mô đạt gần 15.000 tỷ. Trong báo cáo về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2023, Thanh tra Chính phủ cho biết hiện cơ quan này đang nắm tình hình để chuẩn bị thanh tra chuyên đề về việc tiến hành pháp luật và phát hành trái phiếu doanh nghiệp, sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp. Báo cáo nêu rõ trong năm 2022, toàn ngành đã triển khai 6.306 cuộc thanh tra hành chính và 157.974 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện 7 và quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Thanh tra công tác quản lý nhà nước về xăng dầu. Thanh tra Chính phủ cho biết cơ quan này đang nắm tình hình để chuẩn bị thanh tra chuyên đề về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp. Sau đề xuất áp trần lãi suất tiết kiệm của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, nhiều ngân hàng hôm qua và hôm nay đã bắt đầu giảm lãi suất tiết kiệm nhằm giảm lãi suất cho vay. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB đã điều chỉnh giảm mạnh 0,4% một năm lãi suất tiết kiệm ở tất cả các kỳ hạn, kể cả với lãi suất tiết kiệm đặc biệt dành cho cán bộ công nhân viên ngân hàng và khách hàng ưu tiên cũng giảm từ 9,9% một năm xuống còn 9,5% như mức trần được Hiệp hội Ngân hàng đề xuất. Tương tự, Ngân hàng SHB, Ngân hàng Bảo Việt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương cũng đều đã điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm xuống dưới 9,5% một năm. AB Bank từng là ngân hàng có mức lãi tiết kiệm cao nhất thị trường lên đến 11,5% một năm cho kỳ hạn 13 tháng, đã giảm mạnh xuống còn 8,4% một năm cho kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng. Đối với những ngân hàng mà thực hiện theo cam kết, và khi những ngân hàng thực hiện cam kết thì sẽ có những cái chính sách là thỏa đáng và hỗ trợ để làm sao là khuyến khích những cái đơn vị mà đã đồng thuận lời kêu gọi của Hiệp hội cũng như là chỉ đạo của Chính phủ cũng như của Thanh tra nhà nước. Mặc dù áp lực tăng lãi suất từ thế giới là không nhỏ, nhưng đại diện nhiều ngân hàng cho biết sẽ cố gắng kiềm chế đà tăng của lãi suất. Về phía Ngân hàng Nhà nước cũng đã khẳng định sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo thanh khoản cho hệ thống. Nhưng quan điểm Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục ủng hộ thông qua cái OMO này, thông qua soát ngoại tệ bằng để cho các đồng chí có thêm cái nguồn lực. Rồi thông qua cái tái cấp vốn, đây là những cái kênh đưa ra để đảm bảo. Vậy thì cái đầu tiên quan điểm Ngân hàng Nhà nước khẳng định rằng là không để cho ngân hàng thương mại nào, kể cả nhỏ, bị rơi vào cái tình trạng mất thanh khoản. Lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng hiện nay vẫn còn ở mức tương đối cao, dao động từ 10 đến 16% một năm đối với cho vay tín chấp và 10 đến 14% một năm với vay thế chấp. Việc giảm lãi suất cho vay phụ thuộc rất nhiều vào giảm lãi suất huy động. Nhiều ngân hàng khẳng định việc giảm lãi suất cho vay là mong mỏi không chỉ của doanh nghiệp mà cả ngân hàng, bởi lãi suất cho vay cao sẽ khiến nợ xấu tăng, doanh nghiệp dừng các kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, nền kinh tế đình trệ, ngân hàng cũng khó tránh khỏi vòng xoáy tiêu cực. Với sự tiên phong của một số ngân hàng đầu tiên, người dân và doanh nghiệp kỳ vọng điều này sẽ tạo nên hiệu ứng domino giảm bớt áp lực về lãi suất. Nhiều nhận định cho rằng lãi suất của Fed sẽ chạm đỉnh vào giữa năm 2023 và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Cân bằng giữa lãi suất và tỷ giá là điều ngân hàng nhà nước sẽ phải cân nhắc và cứu lãi suất đang là việc cần phải ưu tiên. Thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới đã thông qua gói cứu trợ 610 triệu USD cho Ukraine với ngân sách nhằm mục đích duy trì các dịch vụ thiết yếu và hỗ trợ các cơ quan y tế của Ukraine. Theo Ngân hàng Thế giới World Bank, thì gói hỗ trợ này trong ngân sách mới 500 triệu USD sẽ được cung cấp thông qua một khoản cho vay để hỗ trợ chính phủ Ukraine trang trải chi phí liên quan đến phúc lợi cho trẻ em và hộ gia đình, lương của công viên chức cũng như là thanh toán các dịch vụ công thiết yếu. Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ hồi phục và tăng trưởng 4,3% trong năm 2023 nhờ chính sách mở cửa. Mặc dù trước đó Ngân hàng Thế giới đã dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2022 xuống còn 2,7%, giảm mạnh so với mức 4,3% đưa ra hồi tháng 6. Tuy nhiên, tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc sẽ trở lại 4,3% trong năm tới. Ủy ban các vấn đề tài chính và kinh tế Trung ương Trung Quốc cho rằng nền kinh tế nước này sẽ đi theo một biểu đồ tăng trưởng độc lập, phục hồi toàn diện. Chứng khoán Mỹ hồi phục nhẹ sau 4 phiên đỏ liên tiếp.
Dù phục hồi phiên này, chứng khoán Mỹ vẫn đang trên đà hoàn tất một tuần và một tháng giảm, trong đó Dow Jones đã giảm 5,03% từ đầu tháng. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch hôm qua khi nhà đầu tư lấy lại được bình tĩnh sau cú sốc gây ra bởi động thái bất ngờ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 92,2 điểm, tương đương 0,28%, đạt 32.849,74 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,1%, đạt 3.821,62 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,01%, chốt ở 10.574,11 điểm. Hiện tại, các nhà đầu tư ở phố Wall chờ đợi báo cáo tài chính của NAR và Fed, dữ liệu về thị trường bất động sản và đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu tuần tới. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin kinh tế tài chính ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại khung giờ 17h45 hàng ngày trên kênh 1 của Đài Truyền hình Hà Nội.